XS Max giảm giá sâu, Apple dọn đường bán iPhone 11. Tuy iPhone XS và XS Max không còn trên Apple Store trực tuyến, nhưng số lượng hai flagship này của táo khuyết vẫn còn khá nhiều tại các cửa hàng bán lẻ, để dọn kho trước khi đón bộ ba iPhone mới gồm iPhone 11, 11 Pro và Pro Max vào ngày 20 tháng 9 tới. Apple đã giảm giá iPhone XS và XS Max 100 đô la Mỹ. Một mẫu iPhone khác cũng được giảm giá sâu ngày hôm qua là iPhone XR, mặc dù XR vẫn được Apple bán thông qua cửa hàng trực tuyến của hãng iPhone XR vốn là chiếc smartphone bán chạy nhất trên toàn cầu của táo khuyết trong 6 tháng đầu năm nay, hiện có giá bán lẻ là 599 đô la Mỹ thay vì giá khởi điểm ban đầu là 749 đô la Mỹ. Ngoài ra, iPhone 8 và iPhone 8 Plus cũng được giảm giá với mức khởi điểm chỉ còn 449 đô la Mỹ và 549 đô la Mỹ.